Tóm tắt phần trước, bạn là một Space Marine tập sự được cử đến hành tinh Tyrant để điều tra về những cuộc phản loạn nghi có hình thức can thiệp của Chaos. Nhưng sau một khoảng thời gian, bạn mới nhận ra mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy, mà đang có một kẻ thù vô cùng lớn đang chờ đợi bạn, một cơn ác mộng. Một tổ hạm đội của chúng ta sau khi truy đuổi một đám Xenos kỳ lạ đã bị tấn công đến vô cùng nặng nề. Phi thuyền lao về bầu khí quyển một cách vô hồn, có lẽ bánh lái đã hỏng. Thân tàu cứng cáp bị xé rách nhìn rõ bên trong, bốc cháy dữ dội và tan tành khi chạm đất. Toàn bộ phi hành gia đã mất tích và tử vong do cú va chạm. Đến khi mở hộp đen của tàu, tất cả đều vô cùng choáng và sợ hãi. Một hình ảnh của một đám mây đen kịt. Không, không phải mây, mà là hàng tỷ tỷ sinh vật lúc nhúc đang ăn một hành tinh trên đường đi của chúng. Tại sao? Tại sao chúng ta bây giờ mới biết? Đơn giản vì chúng đã ăn sạch mọi thứ, làm gì còn gì để báo lại cơ chứ? Nhanh chóng, Psyker của chúng ta kết nối tâm linh với máy liên lạc, xin trợ giúp của các hành tinh lân cận. Rất nhanh chóng, chỉ sau 3 ngày, quân đội đã lên đến hàng tỷ người, đã được tập hợp lại. Bạn nhìn xung quanh, ngay cả những đứa trẻ, bé hơn cả những cậu lát sữa ăn cũng được biên chế vào quân đội. Mặt đất được đào xới, từng mét đất trở thành băng cơ, từng tấc đất trở thành chiến hào. Đây quả thực đáng sợ như vậy sao? Bạn tự nhủ, đã 7 ngày trôi qua, Psyker của chúng ta vẫn chưa thể liên lạc được với những người trong hội đồng tối cao về chuyện này. Tất cả chỉ được đáp lại bằng những câu nói tự động. Viện binh đang tới, vị vua nhân loại sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của bạn. Tất cả như trùng xuống, một bầu không khí ngột ngạt đến khó tả. Bạn biết, hành tinh này là một hành tinh ngoài rìa đế chế. Nếu viện binh có đến, thì hành tinh cũng tàn. Bạn bước ra khỏi pháo đài, một cô gái chạy tới trước họng súng của những người lính cận vệ. Anh còn nhớ tôi chứ? Cảm ơn anh đã cứu mạng tôi. Hãy cầm lấy thứ này, đây là bộ mệnh của tôi đấy. Cô gái ném tới cho bạn một khẩu pistol gun đã cũ kỹ, có lẽ đó là món đồ gia truyền, khẩu súng bụi bặm và đã ám vàng. Bạn cầm lấy khẩu súng và bước đi, hoàn tất quá trình tập hợp lực lượng lại. Hành tinh này có hơn 1 tỷ lính tinh nhuệ, đã được tuyển từ những hành tinh luôn có chiến tranh và một binh đoàn thuộc hành tinh Katachan, nơi chuyên chiến đấu với những loại quái vật khổng lồ được vũ trang đến từng viên gạch. Ngoài ra, điểm mạnh của nó là vô số đại pháo plasma có thể hạ bất kỳ kẻ nào quyết định lại gần quỹ đạo. Chưa kể đến là trên vũ trụ có 10 hạm đội tàu chiến cỡ đại bay xung quanh hành tinh để hỗ trợ từ không gian, kèm theo là 4 tấm void shield nghe nói từ thời Dark Age vô cùng khó chịu. Thứ vũ khí bí mật đã đập tan bao cuộc xâm lăng của thế lực Xenos. Chắc chắn chúng ta sẽ chặn được bọn chúng ở đây. Bạn tự động viên mình như vậy. Vào buổi sáng hôm sau, bỗng dưng có một chuyện kỳ lạ xảy ra. Một Psyker của bạn bỗng nhiên hóa điên. Anh ta lảm nhảm về thứ gì đó sắp tới, thứ sẽ ăn sống tất cả mọi thứ trên hành tinh này. Nhanh chóng, đội trưởng của bạn rút khẩu bốt ra, nhanh chóng kết liễu cuộc đời của hắn. Thế rồi cũng là lúc tiếng chuông báo động báo lên ở khắp nơi. Những người lính nhốn nháo lên đạo cho những khẩu pháo phòng không. Những chính ủy viên bắt đầu hô hào những người lính. Tất cả súng phòng không đều hướng lên trời, chuẩn bị cho cơn ác mộng sắp tới. Đội của bạn thì được giao nhiệm vụ bảo vệ tấm void shield được đặt sâu trong miệng núi lửa kiên cố. Từ trên cao nhìn xuống, bạn nhìn thấy đám Xenos như những cơn mưa đen kịt đang rơi xuống hành tinh. Vậy chúng đến từ phía đông ư? Không, hay đến từ phía tây? Cũng không. Chúng như những cơn mưa bao phủ cả hành tinh, là dè phòng thủ hành tinh bắn xối xả. Bất kỳ kẻ nào gần hành tinh đều bị xé toạc. Trong hơn một giờ, bầu trời đang bị Titanite tấn công, bị phá vỡ hết đợt này đến đợt khác bởi những luồng laser nhiều màu sắc từ những khẩu súng tuyệt vọng, tìm cách đẩy lùi những kẻ xâm lược. Bỗng dưng, chúng dừng lại, rút lui một cách bất thường. Tổng chỉ huy Margot Valak đích thân ra trận. Ông lên một tàu khu trục, tổng chỉ huy mau chóng đuổi theo truy đuổi. Ở mặt đất, bạn cũng có thể nhìn thấy có gì đó không ổn. Tiếng súng phòng không ở dưới mặt đất đã ngừng xuống, thì cũng là lúc trên bầu trời hàng loạt những tiếng nổ. Những hạm đội bảo vệ rơi xuống quỹ đạo như những cơn mưa, báo hiệu cơn ác mộng mới chỉ bắt đầu. Theo sau là hàng tỷ bào tử len lỏi vào các lỗ hổng phòng thủ. Các void shield đã phát huy rất tốt, tiêu hao vô số lượng địch. Những kẻ len lỏi chưa kịp chạm đất đã bị cháy bởi hạm đội pháo. Chưa kịp vui mừng, bỗng nhiên tiếng pháo phía bắc im lặng đến lạ thường. Không thể nào, tấm void shield ở đó đã được bảo vệ vô cùng kiên cố. Bạn vừa nghĩ, bỗng một tiếng nói vang lên. Cẩn thận! Cô gái mà bạn đã cứu đã đỡ cho bạn một phát đâm chí mạng từ đằng sau. Hóa ra, sinh vật này biết tàng hình. Đội trưởng vung lắm đấm sắt, đập sập con quái vật kỳ dị. Bạn bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Tay hùng cô gái đang trẻ đang lạnh dần.
Hóa ra đây là kế hoạch của chúng. Lũ quái vật này ẩn mình trong lòng đất, đầu độc tâm trí của người dân khiến họ điên loạn để hợp thức hóa việc liên lạc với lũ quái vật kia. Những chiếc vòi, những chiếc ống mút chờ hạm đội đến tiêu diệt cả hành tinh để hút lấy sự sống của hành tinh này. Quả là một kế hoạch hoàn hảo. Và khi gặp những tấm vòi siêu quá chắc chắn, chúng tập hợp lại để phá. Không những vậy, sự xuất hiện của chúng còn làm cho những cái spiker của chúng ta trở nên phát điên, làm cho chúng ta không thể gọi được cứu viện. Chúng quá thông minh, chứ không chỉ đơn thuần là những thú vật. Nhanh chóng, bạn xách súng, xả đạn vào tất cả mọi thứ không phải con người. Tuy nhiên, chúng quá đông, hết lớp này đến lớp nọ, thi nhau nhảy vào lò phản ứng khiến lò phản ứng bị quá tải và tấm pin của chúng ta bị gỡ xuống. Đội trưởng cảm thấy không ổn. Anh đạp cửa và mở đường máu cho tất cả rút lui. Bộ giáp của anh thuộc hạng dày nhất nhì đế chế. Tuy nhiên, nó lại là một điểm yếu. Sự cồng kềnh của bộ giáp khiến anh không thể né được tất cả những vết thương của bọn Xenos, gây ra cho anh những vết thương vô cùng chí mạng. Người thường chắc chắn đã chết. Không những vậy, bọn sinh vật còn thi nhau cào xé, che họng súng của anh để giảm hỏa lực. Thoát ra ngoài một cách chật vật, bạn nhìn thấy một cảnh tượng còn đáng sợ hơn. Mặt biển sôi sục lên khi những sinh vật kỳ dị đang xé xác những hạm đội hàng hải. Máu của hai bên đặc quánh trong sự hỗn loạn. Những người lính từ Katachan đã quen đối mặt với những quái vật khổng lồ bị các loài khổng lồ đập nát đội hình. Trong sự bất lực của cả đội quân, bầu trời chỉ rực lửa. Các máy bay chiến đấu Thunderbolt bay vút từng đàn, giải những thảm lửa giết toàn bộ bờ tử trước khi triển khai đợt tấn công mới. Tuy nhiên cũng nhanh chóng bị dập tắt. Mùi thuốc súng dày đặc đến nỗi tưởng chừng sương mù bao trùm cả trận địa. Nhưng cỗ bên Blade, cái thì đứt xích, cái thì bốc cháy, cái thì tự phát nổ để kéo thêm càng nhiều cái chết càng tốt. Trên mặt đất gần như không còn thấy sự xuất hiện của những cỗ Titan hay những cỗ Knight nào còn hoạt động nguyên vẹn cả. Tình hình đang trở nên rất xấu sau một khoảng thời gian rất ngắn. Bạn được lệnh rút về băng kê chỉ huy, từ phòng thủ mặt đất trở thành phòng thủ bị động. Bạn mở cái mũ ngột ngạt của mình ra, chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức. Chỉ mới một tiếng mà hành tinh đã thất thủ. Chỉ còn băng cơ đang rạn nứt dưới tác động của những cú đánh của sinh vật lớn ngoài kia. Bạn nhìn xuống, khẩu bốt của bạn đã bị biến dạng vì phải bắn quá nhiều. Đội trưởng đã lịm dần vì vết thương quá nặng. Thoáng chốc, trong bạn nhớ đến khẩu pistol mà cô gái đã đưa cho bạn. Bạn có ý định tự tử để chấm dứt cơn ác mộng này, vì cảnh tượng quá vô vọng. Bỗng, chỉ huy hành tinh Ngài Vanak đã nói: "Đây là cái kết của chúng ta, nhưng sẽ là sự trường tồn của cả đế chế. Cái chết của chúng ta sẽ là chiến thắng của cả trận chiến. Hỡi anh em, hãy chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Hãy cho chúng thấy chúng ta là ai." Nói xong, Ngài quay vào phòng tối mật, cất giấu bộ tài liệu về nơi an toàn nhất hành tinh, rồi cùng với những chiến binh cuối cùng, gồm cả bạn, chuẩn bị cho trận chiến oai hùng nhất. Cánh cửa hàng nghìn tấn đổ rầm xuống, hàng triệu lũ sinh vật ùa vào. Những khẩu súng xả đạn đến khi đến những viên đạn cuối cùng. Bạn dùng tay không, đấm, chọc, đạp, dẫm nát bất cứ thứ gì tiến gần ngài chỉ huy. Và rồi bạn lịm dần, một cái càng dài xuyên thủng bộ giáp. Và những lời bạn nghe cuối cùng là: "Vì đế chế, ngài sẽ bảo vệ tất cả chúng ta." Trước khi bạn vô ý thức, bạn cảm thấy thật là hân hoan. Bạn cảm thấy như một vị anh hùng đã xả thân vì đế chế. Bạn đã sống như một người anh hùng, như một người con của nhân loại. Sống như một Space Marine, chết như một vệ thần. Và đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình trong khoảng thời gian vừa qua. Chủ đề tiếp theo sẽ là do các bạn lựa chọn nhé. Hãy đưa ra những ý kiến để mình có thể tiếp thu và lắng nghe, sửa đổi nhiều hơn, để mau chóng cộng đồng Warhammer 40k trở nên lớn mạnh hơn nhé. Mình là Santa, thân ái và quyết thắng. Lũ Hibu.